Xin chào các em, rất vui gặp lại các em trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học tiếp bài tiếp theo. Thì hôm nay thầy sẽ dạy các em một cái bài về điều kiện cân bằng của một vật như thế nào. Thì đầu tiên mấy em sẽ coi cái hiện tượng của ta. Đây là một cái hiện tượng mấy em thường chơi, đó là ta để một cái thước. Thì em thấy cái thước nó nằm cân bằng. Và cái hình bên phía bên kia, đây là một cái hình mà mấy em thường đi coi gặp xiếc mấy em thấy. Thì mấy em có khi nào đặt ra một câu hỏi tại sao cái thước của mình nằm cân bằng, hoặc là tại sao mà cái người có thể gì vậy đứng cân bằng như thế trên một cái người khác. Thì hôm nay bài này chúng ta sẽ giải quyết một phần nào đó thôi. Thì những bài sau chúng ta sẽ giải quyết tiếp cái câu hỏi của mấy em. Thì bài này chúng ta sẽ suy ra được là gì? Như vậy là khi một cái vật nó sẽ nằm cân bằng. Vậy thì ta sẽ coi ra một vật nằm cân bằng khi nào ha. Thì đầu tiên thầy sẽ tóm tắt thứ nhất, điều kiện cân bằng của một chất điểm khi chịu tác dụng của hai lực. Thì ta sẽ thấy là hai lực này nó phải cùng vương ngược chiều, tức là cùng tác dụng một vật và cùng vương ngược chiều với nhau. Cho nên ta có công thức là F1 bằng trừ F2. Rồi ha. Đây là với bài toán ta chỉ có hai lực. Giả sử như bài toán ta ba lực thì sao? Thì ta sẽ có một cái điều kiện thứ hai, đó là điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song nhau. Được chưa? Thì ta sẽ có là điều kiện thứ nhất là ba lực này phải đồng quy, tức là cùng nằm trong một phẳng đồng và đồng quy. Cái điều thứ hai đó là hợp lực của hai lực cân bằng với lực thứ ba. Thì ở đây cái điều thứ hai này chúng ta sẽ giải một số bài tập thì ta sẽ thấy được cái điều đó rất là nhiều, tức là hai lực nó sẽ tổng hợp lại với nhau và bằng cái lực thứ ba của ta. Được chưa? Thì ta có công thức là gì? F1 cộng cho F2 bằng trừ F3 ở đây. Thì đây, lý thuyết này rất là đơn giản và rất là dễ. Nó chỉ có hai phần. Thứ nhất là tổng hợp lực của hai lực song song, của hai lực. Rồi thứ hai là tổng hợp lực của ba lực không song song với nhau. Thì điều đầu, câu 1, tức là ta sẽ có là hai lực, thì ta thấy là hai lực này nó cùng vương ngược chiều. Cái câu số 2 là điều kiện của ba lực không song song cùng chiều, là không song song với nhau, thì ta sẽ thấy rằng một điều đó là gì? Nó là tổng hợp của hai lực này bằng cái lực thứ ba ha. Thì ta sẽ qua phần bài tập.